tự ra bỏ xuống. Ở đó có chiếc ghe cào cả nhà. Cái bự đó bấy bằng nặng á. Tại vì anh cô anh văn lưới ngang sông này cho nên là nó chiếc ghe cào đó cho đừng có cào ngang cút lưới á. Bởi tôi lên không dám văn nhiều, văn trai lên xuống kịp. Vậy hả? Rồi gì tới đó làm sao? Rượt lên. Không tới đó người ta. Đó. Ta kéo lên rồi đó hả? Đẩy cái một là không còn gì dân. Ủa vậy hả? Không chở ghe, chở cái bộ cào đó. À. Tại vì văn lưới ngang xong cả nhà cho nên là chiếc ghe cào đó nếu như mày chạy ngang đó luôn á thì sẽ cúng lưới luôn. Qua chạy cái máy bự đẳng qua khỏi cái máy bự đẳng bỏ xuống được rồi. Cho nên mình nói vậy cái bắt đầu á cái anh ca cào bên đó anh cuốn lưới lên nè, anh cuốn lưới lên rồi anh qua anh đi ngang qua cái dàn lưới bên đây rồi anh mới bỏ cái lưới cào của anh xuống. Lưới mới nữa vậy hả? Đưa túi 50 ngàn. Lưới mới thì 50 ngàn còn gì nữa đâu. Bởi vì không biết ai đâu. Dưới phần mình thấy ta cũng khổ mà, ta cũng có giàu có gì nhưng mà chắc tại ta không biết ha. Không? Rồi ta đâu thấy. Ừ. Ta tại ta không thấy cho nên mình thấy mình nói với người ta vậy cái nhà. Thì theo nước. Xà lan là có bánh lái dưới hả? Nói sao? Cuốn dịch. Cuốn. Giờ để cuốn lớn luôn cả nhà. Mệt quá hả? Giờ không về nhà không? Đã quên coi đồng hồ ta mấy giờ mới về, mấy giờ đi? 1 giờ mấy? Ừ, dám cũng 12 giờ. Ừ. Giờ đã xuống đây là 1 giờ mấy rồi. Giá nắng không thấy. 12 giờ, còn 6 phút 12 giờ. Ừ, 12 giờ, giờ này 12 giờ trưa cả nhà. Trường múc lên là đã dính hết trơn rồi. Lưới á. Phải cái bữa trước nữa kìa. Cái bữa mà ta văn nhiều quá ha. Bữa đó văn tôi gọi văn thiện nói. Bữa đó là sao đúng điện múc. Qua là sao điện múc thấy cái sông không ai văn hết trơn. Có mình nên mình văn. Rửa cả nhà cho nên là dính mấy cá trắng thì dính cá nhỏ thôi chứ không có cá bự. Chốt à? Chốt à? Ô, con bổ cái này ngon rồi nha. Dắt mày nghe chuyển mạnh hơn. Vậy đó hả? Tạm nhiên dắt chưa nắng cá nó ra gì không ơi? Ha? Con cá không ngon không kìa? Cá nó đi có giác chứ hỏi lại đi chuyên cuồng. Ừ. Chứ không phải là lúc nào cũng như là có giác đó, chưa nắng hay gì ha. Gà lúa trong gà. Con này nãy ít chín rồi phải không chú? Cái tay chín giữa, nãy tay chín giữa. Tay chín giữa hả? Tay chín giữa ít chín. Sao cái chiếc ghe đó, sao thấy chiếc tàu đó nó chạy quá chạy vậy không con? Nó lé mà.
mình không? Không. Thấy chạy như trang vậy đó. Có mấy chiếc ghe lớn là mình phải né à. Ồ, dính quá, dính rồi. Có con chút mà dính được nhiều cái nha. Chưa hết tay lớn. Rồi hay gì chưa? Ồ, ngon quá, dính đùm đùm luôn kìa. Cá dính thấy ham không cả nhà ơi. Ở phía bên đây á thì có nhà ở, mà ở phía bên đây á nhà nước bỏ luôn, không có nhà ở. Thấy không, phía bên đây nè, phía bên Mỹ, bên Vĩnh Quang nè, đất này ở chứ mà thấy gì, nhưng mà tao có nhà nè, thấy không, nhà liền thấy không, còn bên đây không thấy có ai đâu, thấy không? Sao không, nhưng chỗ tôi ai lại cắt đâu được, chỉ có tôi cắt được thì thôi. Chỗ đất có chân nó bộ
Nhưng mà bên đây nó không có con đường. Thấy không? Nó không có con đường. Đâu có chạy xe không ra được. Cái trên cái bên đó. Bên đó toàn là giống như là mà... Trời ơi, dính là cái nhà dở là gì vậy? Ô dính đùm đùm đề đề luôn. Hình như dắt chưa này cá chạy mạnh đó không cú ơi. Ừ. Chưa là cá chạy mạnh nè. Qua khỏi cái máy đó đó, hai này bỏ xuống. Ngang xong không à? Ngang xong. Ngang xong. Chứ là cào cả nhà. Cái cào đó là ngang xong không à? Kéo lên đi. Hỏi tới nào? Tại vì mình dân lưới ngay xong cái nhà cho nên là ghe cào mà chạy ngang luôn á là cúng lưới luôn á. Thành ra là mình dân khúc nào cái mình nói người ta cái người ta kéo lưới lên rồi qua cái đoạn mà mình dân lưới thì người ta mới thả xuống người ta cào tiếp. Chưa này chạy mạnh luôn cô ơi. Thế chiều tại vì nó có giác rất mạnh mà nó tôi quên giác nào. Ừ. À qua sớm giác này chút. Cái lúc mà ông điện cho tôi là lúc đó cỡ chừng 2 giờ mấy, 2 giờ rưỡi. Là lúc đó là ông nhân rồi rồi đúng không? Nhân sớm. Lúc ông điện cho tôi á là coi như là ông nhân rồi phải không? Rồi. Sáng nay hả? Qua hả? Qua lúc ông điện cho tôi 2 giờ rưỡi á. Chập. Ô cái chập. Ngày hôm qua tôi ở nhà tôi nằm tôi cũng buồn muốn chết luôn rồi phải không? Điện tôi ra tôi đi với ông được rồi. Dính không? Mà có tay một rồi. Mà tay tại hôm qua thấy chân có tay một đó hả? Mà không biết dính không? Ừ. Rồi dính nó kêu chuyện ra. Mà dạ khỏi dính quá dính luôn. Ngày qua dân có tay một dính dính mà mấy kilo cái dính xe diện luôn. Không, tại mình dở nhiều giá. Ừ. Nhiều quần á hả? Ừ. Buộc 5 giá, chắc cuốn là 5 giá. Ừ. Con tay thăm 5 lần. Cứ thả xuống, cô cứ chặt nó kìa. Không có tay. Qua khỏi cái máy bự đó hả, bỏ xuống. Máy bự chỗ nào? Máy ổn cái máy đó đó. Bên đây không mà. Máy bên đó kìa. Qua khỏi cái máy này nha. À. Đang lấy chuyện phim luôn hả? Quay phim luôn. Do Hảo Quý miền Tây là có hai chồng anh đó nghe. Cái Vĩnh hả? Vĩnh. Vĩnh hả? Vĩnh gì vậy đã? Qua khỏi cái máy đó đó. Máy bên đây đó. Đang chạy vô bự dưới ta.
Ôi chưa hết tay hả? Chưa được nửa tay nữa. Dạ. Yeah. Chưa được nửa tay mà con bộ làm ăn được cả cái nhà. Quá trời luôn rồi nè. Ở phía trước có cái ghe chở cháu quá trời bự luôn cả nhà. Vậy chứ đâu có nặng nhiều đó ha, phải không? Chốt dính cái chốt vậy phải chạch dính vậy vô mánh này ha, chạch mà dính liền con vậy vô mánh ghê, chở cháu quá trời luôn cả nhà, bự rồi. Ở bên đó người ta chài ra lại gì không cô hả? Người đó đó. Dạ. Chài. Cá heo. Cá heo đực. Chưa được tay nữa mà dính cái bộ bộn mà nha. Cái heo đực này cũng khoai lạc cũng ngon lắm cô, nhiều nhiều khoai lạc ăn ngon. Mà cá heo thì nó có hai cái gạnh hai bên ha, hai gạnh hai bên dễ móc như tay này. Ta chài ta có mồi không ta? Chài điện luôn ha. Sao giờ làm gì cũng điện chân ha. Chài điện là giống như là xịt vậy đó hả? Coi như là chùm như đó là coi như là dính hết đó. Ha. Để vậy.
về dính cá thì gửi tới ham cả nhà. Chút giấy không à. Chút ngon ngon. Cái gì dục cái gì vậy? Nguyên cục đá. Cái chặt này cái nhíp nó có cái mặt vậy hả? Hoàng hoàng nó xước lại đó rồi. Không biết xước. Chặt cái nha. Không. Chốt không cái nhà tại vì dính ba số là cá chốt. Cá chốt cá chập tuyệt vời con. Nó dẫn bự. Dẫn lưới giờ thích coi không? Hả? Dẫn lưới là thích coi không? Thái coi. Hả? Tao thích coi. Tao thích coi cái cảnh miền Tây sông nước như vậy nè. Miền Tây sông nước rồi dẫn lưới rồi này kia đó tao thái coi mấy cái đó. Thái gì vậy? Đúng. Cá bự bự nó dính cái mỏ không một xíu. Xước vô cái mỏ không mà hả? Tại giờ mình chưa hết tay mà phải không? Chưa hết tay mà ngủ quá quá vậy mà. Thank you.
Bữa nay vô mánh nữa rồi. Bóng này chưa bóng gì bóng tượng hả? Bóng cát là nó cỡ đó là lớn rồi. Vừa hả? Ok. Bóng đây kho tiêu. Ôi tới giờ chưa đủ, chưa hết ta lớn nữa mà dính quá trời luôn cả nhà ơi. Vô mánh này là vô mánh này. Chặt kìa. Chặt nữa ha. Ôi chặt ngon quá. Chặt ngon quá. Có gì? Có bóng. Cắn. Chạy lấu cả nhà ơi. Chị giả lên không? Chị giả lên cho tôi. Ôi chạy lấu nè. Trời chạch lấu này mà dính con có cùm tay như vậy nghe nó đã. Em cũng á. Nói chứ cái chạch lấu con này cũng hiếm à. Em cũng ha. Hiếm. Ừ. Dính con có cùm tay vậy mới ngon không cô ơi ha. Này nhỏ. Cái này ăn cũng được. Mà dính cá cầm tay chắc cũng hiếm lắm cô. À, chạch lấu này quá gai. Gai hả? Dính khó gỡ cả nhà. Ngon quá. Cô bộ buổi trưa này vô mánh không cô à? Dính mạnh hơn. Sáng này dính quá mạnh này. Chưa hết tay lớn nữa mà dính quá trời luôn rồi nè. Đầy khoai sùng luôn. Ba tay. Ai gửi không à? Nghĩ là mới cúng luôn rồi mệt quá trời. Cá chốt ngon không? Nó không đó. Cá chốt ngon ngon không? Ừ. Chưa hết tay nó mà dính quá trời dính luôn rồi. Ô ô kìa. Chút giấy quá ngon cả nhà ơi. Chút giấy này mà kho tiêu ăn là ngon. Kho tiêu giống như là nước ốc cá kho của tôi đó ông cô. Rồi để thêm tép mỡ nữa ha. À ơi, rồi rau luộc ha. Rau luộc là các loại rau á, luộc chấm. Thôi là ông nấu nồi cháo trắng ha. Nồi cháo trắng luôn mà cũng ngon. Để dính nha, dính xe viền luôn. Cái này tại ông mệt trong cô chứ không mấy ông để từ đây tới chiều là ông cứ thăm hoài là dính hoài luôn cô ha. Chị ơi tới chiều luôn hả? Đấy,
heo, tại vì dính được mấy con cá heo. Giờ có nước chảy rồi đó ha, nước chảy rồi kìa, thấy về được bình bự bự kìa. Cá trắng như mấy cá nhỏ nhỏ quá bỏ thôi nha, cho nó lớn lên rồi mình bắt nó tiếp. Mình thăm được tay lưới mà vô cá nè cả nhà. Cá này dư ăn ngày luôn. Mới có tay lưới đó. Giờ đi thăm tiếp tay lưới thứ hai. Nghĩ sao hồi đi, thuốc đi.